Rồi chào anh em nha, hôm nay lên cho anh em một cái ghi đông của rim lùn nha anh em. Này là cái con rim lùn hôm qua này rất là đẹp luôn. Anh em thấy không? Ghi đông cùng đen thui. Nút đỏ chói luôn em. Nút star này anh em thấy không? Rất là đẹp nha. Chung con này cùng HLP thì của nó nhìn phê đó anh em. Con này thì cùng HLP với lại cùng đề nút còi lớn luôn nha, cùng xi nhan nút còi lớn nha anh em nha. Giống như là rim Thái vậy đó. Nhưng mà con này thì cái ghi đông nó không phải ghi đông rim Thái nha, ghi đông nó ghi đông rim lùn nó khác nha. Con này thì rim lùn thì chỉ gắn được cho rim lùn thôi, không gắn được cho rim Thái nha. Nhưng mà cùng nó thì anh em có thể về anh em gắn cho rim Thái được nha. Đặt bán coi như bán cùng bán rẻ cùng tặng cho anh em cái ghi đông luôn. Cùng với lại ghi đông này đặt bán cho anh em mức giá 650 thôi nha. Bao chức năng sử dụng ngon lành cành đào nha anh em. Đấy, thấy không? Bao chức năng hết nha. Bán 650 coi như bán rẻ cùng luôn. Cái cùng này là cũng không có tới mức 650 đâu anh em. Cùng này phải bán được 8-900. Nhưng mà Đạt bán cho anh em ghi đông cùng 650 thôi nha. Anh em nào chốt thì liên hệ với Đạt. Bao nước sơn zin còn rất là mới nha anh em. Dây dắt này không có đứt nối gì đâu. Dây ga con này zin luôn cho nên là Đạt để lại cho anh em luôn đó. Đó, dây dắt này rất là đẹp nha. Anh em nào chốt thì alo cho Đạt nha. Cảm ơn quý anh em rất là nhiều. Chỉ có 650 thôi nha.